có một con bự vô kìa, tranh thủ đánh lại kìa, con bự vô quá trời rồi. Hai con, hai con bự vô quá trời rồi. Nè lên có bò vô thiệt, nó nổi lên quá trời, vô quá trời lên. Đâu đó chạy luôn, đâu mà chạy, để nó ăn mà mùi xíu nó chạy mắc phao rồi. Giữ phao lại đừng có cho trôi phao đi đó, thấy không, cú nào lên cú đó, cú nào lên cú đó, mồi màng được cho ngon vô, mồi lòng thòng vô. Mới 8 kg rồi mà mày chưa có con nào. Đừng cho cái phao trôi, để cái phao lại cho nó lòi thoải mái luôn, nó lòi từ nào dính thôi đó, thấy không. Lòi dính hai con, con này nó dị, con kia thấy dị theo. Bây giờ là ăn lát nữa lớn rồi là hết lại. Ừ. Vô đề ăn cảo không. Cái phao sâu lên, nước sâu lắm. Cái nhỏ đó, ăn hơn nó đâu có bị bắt sâu rồi. Trời. Nãy giờ phải lên vừa rồi. Không, ngay đánh đây thôi. Ngay dọn ổ đây đánh. Ổ đây dọn nước là không hết mà. Sao quăng quăng rác đó, nó trôi dài lại mới dài cái người mới đẩy ra đó. Trôi ở đây là rác tốt không? Quăng phải quăng ra đó, đứng chỗ đó quăng nó thì trôi xuống dưới kia. Nhiều vậy á, đánh lưỡi không mà dính đó. Còn một bụng, bụng luôn rồi ha. Bày luôn rồi. Nhiều lắm chứ. Nó bụng phải bự bự với lưỡi đĩa ngon. Nhỏ quá. Ăn câu lừa mái. Có hai lần giao. Bốn ngón còn sảy đi. Nhỏ quá, cái lớn nó sảy. Giải cái xúc ra. Cái này là quýnh lựa hai, quýnh ngon dẻ, quýnh ngon nè. Bên công chức chắc cũng vậy, cũng vắng được tâm. Nó ké mà bao thấy luôn rồi. Người lớn cái lô cái chốt, cái chốt là nó ghê lắm. Hả đây cho nó sống đi, rượu nó bốt bự quá. Xuống cũng bị chích điện hết à. Chích điện ừ. Đâu chết đâu. Chích điện là nó lụm hết à. Nhỏ quá nó không quát nữa. Đi hết là xuống dưới nó ra rồi xong cái. Vừa chơi ra im nè. Nó đẩy ra chứ. Tốt buồn luôn. Nhìn nó đẩy ra phía đây ai hả? Ờ. Đen luôn đây luôn. Cái đây là nhỏ giọt anh rớt xuống ấy hả? Lớn vậy mà nó cũng có ăn á, mà lớn là nó hơi gai. Trời ơi, rồi bay nó lớn vậy. Bữa nay xe anh làm công chức hả?
cái xe không ra ví dụ còn còn sang tên không? Còn. Còn. Công an sang hết. Phòng của anh chỗ là anh làm chỗ nào? Anh chợ đó hả? Bữa xuống với ủy ban nó chỉ lên con chợ phòng phòng công chứng. Rồi nó chỉ hai ba đường luôn. Chỉ là phải lợi công chứng xong rồi lên công an huyện xong rồi mới về nó luôn. Giờ sang sang tới chỗ gì anh tập? Hả? Như vậy. Ông tài ông chỉ qua bên chợ đó. Hết rồi. Nó mới hạ đó. Chết rồi. Chưa hết gì. Hết. Chưa chết rồi. Bình bụng lên rồi đó. Còn sống nhưng mà nó muốn đỡ đỡ rớt rồi. Hết rồi hết. Hết lên tập phóng sinh đó. Thôi câu nó chi con. Mày té dưới là má ơi đó cứ bự vậy chạy rồi vô lát mà té dưới đó luôn giờ phải dính này anh. Chơi con nhiều quá trời. Tại đâu nói cái chế được cạn mà hỏi cái chưa đẻ chưa. Năm số nó mới chịu. Nó mới ôm chứ được cạn đẻ. Bốn số để chạy luôn nhưng mà chạy thấy là nó thu lợi khác. Thu lợi khác luôn rồi. Nên chia rồi. Để chạy mình đủ số tên đẹp
sang tên sang biển số luôn nữa, sang với sang tên sang biển số nữa. Ông chính chủ là ông chính chủ thì buộc, còn chính chủ nó không bắt buộc. Chính chủ là mình cứ để mình chạy, còn mình mua xe mình không sang tên không chính chủ thì nên sang, để sau này có chuyện gì nó phạt tiền. Và bây giờ ông chưa chết mất cái xe tử cái mất công mệt nữa, hay là ông đi đâu á? Ông định cư nước ngoài đi chứ người Mỹ mà Mỹ thế là mệt luôn. Ví dụ như xe không có giá trị nhiêu thì cũng đến nổ đúng không? Trời sợ cái nó xe nhiều tiền mất tiền rồi này kia ổng định cư nước Mỹ được cái là ai mà còn chết thì còn được, chết là cuối cùng chết lắm, chết thì còn làm thừa kế rồi làm ví dụ như là có cái dấu tử đó, cái tử đó, tâm tử đó rồi lên là tôi muốn mua thì còn đỡ. Bây giờ là phải sang tên xe rồi sang tên biển số luôn ha, tự đầu giờ lên là ông bấm biển số rồi sang tên luôn, biển số là tu biển số là mẹ con lấy của ta ổn dài rồi từng lễ rồi. Giờ em đi ra phải ví dụ sang tên là em khỏi dẫn cái thằng bán xe ra được không? Dẫn bán xe ra được. Bán được. Xe phải chính chủ không dẫn chủ xe ra. Cái gì? Chiếc xe quay cái mất tiền không? Có chuyện chục triệu qua. Không mấy nữa là cái làm, không mấy để công an làm thông tư luôn đi. Thẳng công an làm thông tư gì đó. Công tư 24 của bộ công an tâm kết gì đó rồi xung vọng thái cho tên do như vậy à. Giờ tức là ra ngoài làm cái giấy là xin đổi biển số xe thì nó đưa cho đơn mình điền vô rồi bắt đầu không, đó, nó kêu mình niêm yết ở tại công an vậy đó xin quải rồi tháng 30 ngày sang tên chủ nữa đổi. Đây nó bán cho em đó, em mà phải xem qua. Biết chủ không? Biết, chủ nó nằm đây nè. Thì biết thì mình kêu làm, còn không biết mình cứ nói giờ tôi không biết chủ nằm ở đâu hết. Chủ kêu là chủ kia mua bán ra, ký giấy thôi. Còn không, mà hôm nay nó cần công chứng không? Cũng phải công chứng luôn hả? Rồi đó, đủ đâu có công chứng của mẹ gì. Có chứ. Xe lớn, xe hư rồi chứ còn. Có chứ, hôm nay ông chứng. Chứng một xe xả ký giả. Giá trị nó không lớn. Giá trị nó không lớn nhiều người ta làm biết mà. Cũng cục làm như nhau à. Nó hỏi ở ở ủy ban nó có công chứng mà giờ dẹp phòng đó. Hả? À, em nhìn ra thấy đóng đóng. Nó chỉ là công chứng sao y thôi. Thấy cái đó gọi là chức năng nó không còn quyền hạn là công chứng mua bán nữa mà chỉ sao y là nó được, tức là giấy tờ rồi photo rồi ha đúng không? Là sao photo công chứng rồi sao y vẫn chứng thì được. Cái này chắc để gì vậy chi mẹ luôn hay đồ là sơn với giờ phái á chắc giờ đang ngồi dưới giòn giòn đựng vàng quá ăn nó đắng vừa vàng tới hơi giòn. Tại vì chủ này cũng là tích nó hợp định danh điện tử đáng được nè.
xe được một bằng hà nó đến triệu. Dò. Lên tới sở giao thông vận tải tỉnh luôn, nó nhận bộ gì lên để đổi đó là các tư của bộ giao thông vận tải và bộ công an chưa có ký kết, chưa có thấy được. Thử ra là A1 mình nó chưa có kết hợp được. Đúng rồi. Riêng cái phần xe riêng cái thời gian mình ghép lại, thời gian nó bắt ghép lại giờ đó họ ghép ra, ghép ra lấy giờ là bắt tách ra là đi đổi tách ra. Hello Lộc à, ông à tao nó bắt tích hợp lại, tích hợp xong giờ rồi cái sau này cái thấy mất tiền quá rồi phải giữ bằng lái, vi phạm thì giữ bằng lái hai bánh thì bốn bánh không được, mà bốn bánh giữ thì hai bánh cũng không được. Tách ra đã rồi, còn đổi thêm một lần nữa rồi mà rốt cuộc giờ nó đăng ký cũng được. Không phải chi mình ở bằng lái là không biết cho. Vắt nước ngọt hay nước mặn? Vắt chim đi đó, con đó là nước ngọt hay nước mặn? Nó ngọt. Vắt ở nước ngọt này hay ở nước mặn? Cũng giống sông. Anh có chim chép, nó chim chép nó ở nước mặn. Nó chuối cũng có. Chuối rồi. Giờ đẩy lại. Giờ đẩy lại mà. Đẩy lại sáng chừng nào mai cái bươi ra. Đổ ra trước. Cái dùng tiền con hôi quá. Cái tiền đi. Giống giống không về dài. Nó bên đây nhìn mình nó màu đen ở nước nước đen thì nó màu đen. Dướng không? Dướng không? Anh đẩy xe ra. Đẩy ra rồi nè, có phân đâu mà dướng. Xe có bước phân rồi.
vô bò đi, nó vô trong bò tốt. Nó ăn không kịp cái nhỏ này luôn. Vừa về điện xuống con cái nhỏ nó lại nó trước. Anh nổi vậy sao bắt cá chơi được? Cá chơi có đi gái. Cách chơi trúng là chắc đi lợi đó không nữa. Đúng qua cung trúng cách chơi luôn. Ai ơi. Mấy chút tao không biết được. Tôi biết lại chút cách chơi. Đã. Chút sống. Chút biết. Tớ là sâu sâu rồi lộn. Nó nói cái chỗ gì, cái cống hay chỗ chợ hay gì. Tao đâu cho người cái cống cá. Thank you.
xong. Suốt á, còn bự vậy nè, dài luôn, bán có 15 nghìn ký, 10-15 nghìn ký. Con bán trăm mấy. Trăm mấy mà mày dễ lắm được, nó đi bắt hết. Chỗ chưa biết. Lúc về bắt có ai nói gì không? Ai nói con nói tên gì không? Thấy không? Ai dặn đi à? Nói con gì? Đó nè. Biết rồi, có nó tôi biết rồi. Nó hỏi nước như nước lọt. Trên Phú Quýt có thể là bắt cái thông, cái dưới đập Phú Quýt không? Trời. Chở mày đi hả? Chở đi không đà. Nó là dưới Phú Quýt. Trên nó có núi. Chú nãy giờ là bạn hàng Hugo không ấy.
Thank you.
nước dưới cho tao uống. Về đây rồi tới cũng tiền thân cái số. Tôi đưa qua ngoài kia không? Nó rớt, nó rớt đây nè. Mắc được phải không?
con. 4 con á. 3 năm được 4 con. Cái dính còn cho tôi coi. Cái dính còn. Cái nhỏ dính còn. Đưa cái dính còn. Trời ơi. Thì bữa này câu xong rồi nói cỡ 2 kg. Cái đó là hên hả? Nó cũng vô giống vậy thôi. Tối rồi các bạn.